tôi sẽ cho các bạn xem ba người này làm những trò nào là ảo thuật hay nhất thì các bạn hãy cho tớ một like và một nút đăng ký nhé. Bạn này đóng giả gãy tay. Hãy xem nhé. Ta ta. Bạn ấy đã gãy tay. Bạn này lộn người. Bạn này sơn móng tay trong chớp mắt. Đây chính là bàn tay của bạn ý. Sơn móng tay trong chớp mắt nhá. Tiên. Các bạn hãy cho tớ một like nhé.